Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với giao án của sao chào mừng tại khu vực đứng trên. Và đây sẽ là kèo đấu hết sức đặc biệt lần đầu tiên mình làm kèo đấu giữa Darius và Vladimir trong một game đấu mà cũng cực kỳ hay. Các bạn yêu cầu mình xem lại và để xem là sao chào mừng sẽ xử lý kèo này như nào anh em nhé. Let's go. Ok, về Ngọc thì anh em cứ xem như đầu clip mình có cho bạn xem nhé. Cậu Ngọc như nào thì sao cho mừng đã sửa những giây cuối cùng rồi. Và đây là một game đấu cũng rất là hay, các bạn yêu cầu mình recast lại và để xem nó hay như nào. Kèo này thì con Darius đánh với Vladimir vẫn là kèo trên cho Darius thôi. Ở những cặp đầu thì Darius vẫn có khả năng trao đổi chiêu thức rất là tốt. Mặc dù Vladimir thì nó cũng có những công cụ để có thể rút lui, nhưng mà trên tinh thần là đầu trận con Vlad sẽ không có nhiều đam lắm. Mặc dù tay nó dài nhưng mà mình vẫn có những cách đánh anh em nhé. Tốc hành và tốc biến là hai phép bổ trợ chính trong game đấu này. Cấp 1 thì đang cố gắng đứng từ xa để ăn lính bằng quy, tôi nghĩ là ăn lính bằng quy thôi. Và là vẫn chưa thấy lộ này, chắc là quy ăn ba con xa trước đây ha. Ok, ăn ba gần trước thì đúng hơn. Vla sẽ nâng quy cấp 1 thôi anh em ạ, không có kỹ năng nào khác cả. Tránh để đối phương cấu rỉa thì bạn cứ núp trong bụi như này. Ô, Vla có tầm nhìn ở bạn. Hình như cái bụi đấy có tầm nhìn rồi thì phải anh em ạ. Không biết là ai cắm cho con Vladimir con mắt ở đấy nữa. Quang quyền lính từ xa lên hai kéo e đánh tay nhắn trường 4 stack không? 1, 2, 3, 4. 4 stack thôi anh em ạ. 4 stack không được 5 stack rồi. Hơi đen. 1 e lấy 4 stack như thế là ok rồi. Last hit 11 trên 12 anh em nhé. Và tạo ra một quê đẩy. Cái này không đóng băng được rồi. Cắm mắt về đẩy tiếp thôi. Con Vlad thì nó vẫn mất máu vậy nhưng mà nó vẫn hồi phục lại được anh em ạ. Nó mang 3 bình á. Cậu mà nó sẽ hồi máu bằng Q. Mình thì mình không sốc đam, nó kiểu chết luôn được mà mình cũng không có đam theo dạng DPS. Quang Q ăn lính thôi. Rồi như vậy là 14 trên 19. Vlad đang cố gắng tanh đấy ạ. Rồi nó né cái kéo luôn kìa. Ui. Tính ra là sao cho mừng hơi bị delay đấy nha. Nó mất W rồi mới kéo E đấy nha. Và kéo fail ạ. Nếu phạt đấy chờ nó hết W rồi kéo nhiều khi là có thể ép được flat đấy ạ. Bởi vì E với W nó slow rất là nhiều. Thôi rồi. Xác định game này không xanh rồi anh em ơi. Một game không xanh rồi. Mid, mid rừng có vẻ là hơi nát nữa. Oh. Nhảy ra vồ luôn ạ. Bốn hung tợn chơi luôn à. Căng vậy bro. Win kìa. Không có gì để giết nó cả ấy. Cướp chim luôn. Như vậy là early không đi được con Vladimir rồi anh em ạ. Chỉ một tiếng uống kéo e trượt thôi. Mất hết lợi thế áp lực đi lên. Bấm B về mua đồ đi lên thì cũng có những chỉ số lính mất đi và thua cấp độ so với Vladimir. Một đợt lính khá to nên là thôi chấp nhận nhường con Vla lại một chút vậy. Vla mang theo thiêu đốt anh em nhé. Nếu mà đóng băng quên này lại còn là mất lính nhiều này anh em này. Tình huống bấm B về trước đó của Darius thì mất lính không nhiều lắm. Tình huống này mà Vla về là mất lính nhiều. Mất hết quay xe luôn á. Thì thôi thì chấp nhận. Thay vì mất lính thì con Vla nó quyết định đứng lại luôn. Nó kích tăng tốc pha, mất tăng tốc pha rồi kìa. Nó đứng lại nó farm luôn á. Bị kéo e rồi, 5 stack không? 5 stack anh em ơi. 5 stack anh em ơi. Nó lặn xuống nó né cái hồi máu từ Q ạ. Mất máu nhiều quá. Vô nó đấy bạn. Hết đường về chưa? Hết đường về rồi đấy. Nhường cái mạng lại cho Darius anh em ạ. Đóng băng, đóng băng, đóng băng, đóng băng. Ui, Talon đâu ra đây? Né được cái đếp 2 rồi. Tốc hành lên chơi luôn không? Rồi, chết Talon rồi. Nice. Không ăn được mạng nào ạ. Có xe. Đang đóng băng mà bro. Hôm nay ga đụng vào cái đợt lính rồi. Thế tính ra phải reset wave, phải đẩy nốt rồi, đằng nào đẩy đẩy luôn anh em ạ. Đang tính là đóng băng á. Vì máu này vẫn đứng lại được trên top. Nhưng mà thôi chót đẩy ở đẩy luôn đi về thôi. Dừng có vẻ không hiểu ý rồi. Đang tính đóng băng giết con Vla thêm một lần nữa. Con Vla dùng cái lặn bể máu để né Q ra rớt phàm vừa rồi là hết sức hợp lý. Nếu không có Rengar lên thì đó tình huống giao đổi mà con Vla nó không lỗ đâu anh em ạ. Cho nó vào trụ đã, cho lính vào trụ đã. Nếu bấm B về con Vla đóng băng lính là mình bị lỗ lính rất là nhiều đấy nhá. Quay này tràn trụ thì vẫn mất lính nếu mà đi lên thôi, nhưng mà chấp nhận. Không về luôn à? Về đi lên vẫn mất lính anh em nhé. Mặc dù quay này quay cân rồi nhưng bây giờ mới bấm B về thì trễ rồi. Chạy đến nơi là mất lính rồi. Quốc chim.
tái sử dụng. Đầu trận ăn được mỗi 2 assist, farm ngang với Vla. Tính ra Vla cũng biết chơi, không phải là không biết chơi đâu anh em ạ. Để xem Renga ăn được 2 xác có đỡ hơn nữa không, chứ trước đấy nó bị Khazix giết ở sông thì phải. Lên nơi kiểu gì cũng mất tầm 3 con gần là ít. Nhiều thì mất tất cả con xe nữa. Nhưng mà chấp nhận về lấy quốc chim với hồi phục full cây thì chấp nhận thôi anh em. Ồ, chưa mất xe, chưa mất xe. Mất rồi, chắc là mất rồi. Không hit được pi luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con. Như vậy là một quê lính 13 con còn có 9 con thôi. Một quê 6, một quê 7 cộng với còn 9 con. Kéo E tốt này, EQ rồi này. Nó mất lặn bể máu rồi kìa, tốc hành chơi luôn không? Nó tăng tốc pha anh em ạ. Bổ cái R chết không ta? Nó flat nữa, nó còn cái flat anh em ơi. Không đủ tầm để W rồi. Tốc hành không kịp. À, nó còn flat, chí quá. Mất một cơ hội solo kill rồi anh em ạ. Tính ra early và là đánh tốt quá. Không giết được nó rồi. Đấy, game thì có game này game kia. Không phải game nào cũng xanh anh em ạ. Pha này còn dính cái thiêu đốt nữa thì thôi đấy. Dính cái E nữa thôi, EQ R. Chết rồi, chết. Má, Vla đánh hay dở, hay ác thật sự ạ. Vla được biết chơi đấy chứ anh em. Quê đẹp, quê này chết thì đẹp. Quê này chết thì không mất lính anh em ạ. Còn Vla mất lính mới nhiều ấy. Vla coi như áp ca luôn hai quay. Mình lên thì được tầm chục con đấy anh em. Hai quay mười mấy nhỉ, mười hai, mười ba con mà vẫn còn chục con là ok rồi đấy. Còn Vla mới là con mất hai quay tròn luôn đó. Mất sạch luôn đó. Xong đợt XP này thì mình cũng gần chạm 8 rồi. Lúc đấy Vla khả năng cao nó chỉ level 7 thôi. Mic đam ăn lính perfect luôn ạ. Trời ơi, trọn vẹn luôn, 7 rưỡi rồi này. Hơn được tầm nửa ống XP nhá. Và là hết 2 spell rồi đấy anh em. Nó chỉ có tăng tốc pha để chạy thôi. Mình hồi tốc biến là hồi tốc biến trước nó nhá, nhưng mà chờ hồi tốc biến phải 80 giây nữa thì hơi lâu. Đây là kèo mà mình chưa làm bao giờ cả. Đây là muốn làm cho nó mới mới một chút, chứ làm quanh quẩn mấy kèo đấu sĩ hòa thì cũng kỳ, mất E luôn rồi. Em fail luôn rồi. Rengar nhảy ra nó còn lặn bể máu, nó nhảy về được không? Kích tăng tốc pha nó về kìa. Vla xử lý ác anh em ạ. À, đối thủ cũng cứng cựa đấy, không phải là bị out trình nặng lắm. Khazix liếm luôn con sứ giả rồi ạ. Fit không có R, không giết được luôn. Tốc biến nhảy luôn vào đến Rengar nhưng mà Bola hung tợn thì không giữ được. Về farm tiếp thôi, giờ cũng chả làm gì con Vla được đâu anh em ơi. Tính ra kèo này trên top đúng farm hòa với nó luôn á. Nó còn lặn bể máu anh em ạ. 4 stack không vớ được stack thứ 5. Vẫn trao đổi lời nhưng con Vla nó vẫn hút máu lại thôi. Không sốc được đam vì nó còn W. DPS thì không có bởi vì căn bản là bộ kỹ năng hồi mười mấy giây một cái E thì hai mấy giây một cái E thì lấy đâu ra đi DPS anh em. Kèo này thì con Vla đánh đúng thì nó vẫn farm rất là ok chứ nó không bị thọt. Nó sẽ không thành ra những cái kèo gọi là 5-0, 6-0 gì cả ấy. Nó sẽ không thành những cái kèo mà 10, 11 phút ăn trụ top, 5 lớp giáp trụ, hay là nó sẽ không thành những cái kèo mà băng trụ giết đối phương một cách dễ dàng. Kèo này chỉ có pick Aatrox vào bổ thì may ra làm khó được con Vla vì cái Q Aatrox nó hồi nhanh hơn. Áp lực được liên tục. Còn con Darius này muốn áp lực khó. Muốn tiếp cận thì không có công cụ tiếp cận. Đi bộ lại E nó lặn bể máu xuống thì cũng coi như không. Kích tăng tốc pha chạy mất tiêu. Nhưng mà vẫn lấy được nhiều máu này anh em. Quê này băng trụ được này. Quê này con Vla dám đứng lại không nhỉ?
Nếu mà con Vla dám đứng lại phần này nó phải bung chiêu cuối nó hồi máu ấy. Và phải giữ lặn 7 máu lại, nhiều khi lặn 7 máu vẫn chết đấy nha. Quyết định về ạ. Nhìn con Vla như thế này mà không dám băng trụ anh em à. Giày thủy ngân luôn rồi. Boss cũng có vẻ hơi nát nát rồi. Hơi rén một chút cho cái lối lên đồ cộng với lối chơi của sao cho mừng game này nhá. Tức là xác định là Vlad biết chơi anh em ạ. Boss nát bét luôn. Nằm đâu đất trụ luôn. Fit xuống gỡ được cái gì không trời. Đi bộ lên top mất nguyên way luôn. Con Vlad đẩy đường xong nó đi về kìa. Quay này thì quay có xe nữa. Đẩy vào quay này thì cũng thì deny được tầm 1-2 con thôi. Con xe nó sẽ tanh trụ cho con Vla ra ăn. Đợt lính vẫn còn khá nhiều. Đợt lính trước lúc bấm B về là sao cho mới không có xe đấy nha. Là bị mất sạch nguyên quay luôn. Đây Vla vẫn đón được tầm 5 con. Vẫn đúp quy được một đòn kìa. Một kéo e fail rồi. Khó nhờ, gặp top biết chơi phát, gặp kèo nó cũng không phải là kèo dễ để mà snowball đấy. Ta lâu đang cướp blue rồi bạn. Ăn hai bãi không? Căn bản là ăn quái rừng thì có cái quy hồi máu cũng không mất máu nhiều lắm. Giữ được con búa xanh rồi. Sao tỉnh thế nhở? Tự nhiên di chuyển vào trách búa xanh ăn được búa xanh đấy anh em. Mà ta lâu không dám đứng lại luôn á. Xong bây giờ thì con Vladimir nó vẫn đang pha một cách an toàn. Kéo E trúng, E quy đánh tay. Kích tăng tốc phá chạy mất tiêu luôn. Khó chịu thế nhờ. Ra ăn cua. Không hành được nó rồi, không bán hành được cho nó, không snowball, không xanh sao được cái cánh dưới rồi, cánh dưới thì cũng chưa đến mức nát lắm. Tỷ số 14-13 về mạng thì cũng chưa đến mức nát anh em ạ, game cân, game có phải là cân. Kéo E mắc tầm rồi này, E quy này, dây thép gai lên đánh tay, bổ 4 stack lấy 5 stack luôn. Bổ chiêu cuối luôn là 4 stack lấy sát thương chuẩn, sau đó 5 stack cho nó đốt, chơi vậy. Không chết. Không chết các bạn ơi, cay. Lần này thì con Vla phải về rồi, bỏ giáp trụ lại đấy bạn. Nhưng mà cũng chả còn bao nhiêu thời gian để ăn giáp trụ cả ấy. Ô nó không về luôn này. E quy mắc tầm rồi này. Nó bung chiêu cuối thì đốt luôn ạ. Nó hồi máu lại cũng không giết được nó luôn. Khó chịu thật sự. Được cái là out tầm 20 CS rồi. Khazik đang đánh nhau với Rengar, Rengar thắng rồi. Tốc biến lên kéo E quy. Ủa Khazik thắng luôn ạ. 300. Rồi. Thằng này mày có W không? Mày có W cũng chết. Mày có W cũng chết. À. Ai da. Nó nhấp nhả nó thả diều khó chịu quá bạn ơi. Cay thế nhỏ. Cay thật sự á. Tôi thấy tôi cũng tức dùm á. Còn có một CS kích cái lưỡi hái nữa kìa. Còn có một CS kích cái lưỡi hái kìa anh em kìa. Mó, Vayne bắn đi bạn. Hết peo bạn ơi. Vayne kẹt lính à. Vãi nồi ạ. Oh my god. Đần ác. Một đổi một. Lucian đổi fit. Rengar đủ đam giết nào nữa không? Game 16 đều game cân quá à, Khazik ra tiếp tế và sau đó thì ta lông sống luôn. Chết hai con sát thủ ở mid rồi. Đây là một cái trick đó là Q cộng với giày cái trì phản kích anh em nhé. Con set thì nó sẽ là E hấp huyết. À chóc nó sẽ là E hấp huyết. Còn con Darius nó sẽ là Q cộng với cái dây thép gai hoặc là Q cộng với cái chùy phản kích để clear way cho nó nhanh ấy. Ra đến mid thì bị lộ vị trí và đành xuống dưới móc cua với cả ăn way bot vậy. Biết làm sao bây giờ.
4 stack đốt chết cua luôn ông ta. Chết cua luôn anh em ạ. Một đổi hai cánh trên. Team đang có những tình huống nãy giờ đổi là hơi lỗ, đi xuống dưới mất luôn con xe ạ. Ê, Talon cái lúc này nó không có tường, nó tắc, nó e này anh em này. Talon không có tường e anh em ơi. Ôi, kéo e fail ạ, hạt thông nổ nó vẫn còn e đấy nhá. E kịp không bạn, e hộ cái bạn ơi. Nãy giờ chứ tôi không giết được con Vlad cay lắm rồi. Tự nhiên là vớ được quả Talon lang thang xuống dưới bot ạ. Chấp nhận hy sinh con xe để ăn cái mạng vừa rồi. Đối phương đã có hai người cánh trên rồi. Vlad có double kill, Lucian thì đang cố gắng farm cóc. Thì con Talon chết đường dưới với Khazix chết đường dưới thì nó... Nó là clan free rồi anh em ạ. Tức là khu vực này không có ai cả, cứ ra sau trụ proxy, sau đó thì kiếm rừng farm thêm, không có rừng farm thêm thì chờ lính vào ăn trụ. Nó là xử lý thông tin trên toàn bản đồ cả đấy anh em nhé. Không phải là khơi khơi, cứ đứng thích thì đứng sau lính, sau trụ để farm lính thôi anh em nhé. Thông tin trên bản đồ là con Vlad Lucian trên top rồi. Con Talon với con Khazix trên bản đếm số rồi. Thì còn có con Leona thôi không sợ, ra sau lính, ra sau trụ và farm lính an toàn cho nó tiết kiệm thời gian. Không ngại những tình huống bị bắt chết. Còn khơi khơi bước lên như thế mà bên kia nó kéo người ra chết, đáng chịu anh em nhé. Không lại bảo em thấy sao chào mừng ra sau trụ ăn lính thấy ngon quá em cũng ra. Không phải là người ta xử lý theo kiểu là ngẫu hứng đâu. Có thông tin người ta xử lý cả đấy anh em. Cầm 2200 chắc là được hai mảnh của vũ điệu. Với hai mảnh của vũ điệu thì tôi nghĩ là có thể một cân hai được nếu mà xử lý tốt nhá. Nhưng game này bắt buộc phải lên giày thủy ngân rồi. Team nó 3 sức thực vật lý nhưng vẫn phải lên giày thủy ngân thôi anh em. Leona CC rát quá. Thêm đầy lẻ, bây giờ đầy lẻ với Vladimir cũng cần kháng phép nữa. Kháng phép sớm thì chỉ có mỗi cái giày thủy ngân thôi. Không có trang bị nào tối ưu cả. Game này tôi nghĩ là khá căng rồi đấy. Có thể kéo rất là dài đấy. Ít nhất là khoảng chừng tầm chục phút nữa, tôi nghĩ là tầm 30 phút, gần 30 phút. Bồ La quang rút lui đến từ vị trí của Rengar, cuối cùng thì vẫn chết. Bồ La bắt đầu khỏe rồi, có dấu hiệu xài đẹp rồi anh em ơi. Có dấu hiệu là bung xài đẹp ra để có thể game mới rồi. Thấy Bồ La lên game chịu không nổi. Mất hết dòng rồi. Thôi đi chung nào, đi chung đánh lấy team fight thắng tầm 1-2 pha lấy tinh thần cho team đánh nào. Bây giờ đẩy lẻ team và đánh nhau thua phát thôi, bọn nó áp cá hết đây anh em ạ. Nó sư giả mid luôn rồi, khó quá anh em ơi. Tốc biến thì không có. Khazix còn tiến hóa W nó slow chịu không nổi. Này đúng kiểu bị thả diều tới chết rồi. May có cái đợt lính nó né thanh trừng cho. Bên kia đang muốn push trụ 3 luôn ạ. Chưa có tốc biến các bạn ơi, khó anh em ơi. Ok, sóng thần như hạch luôn, bật tốc hành lên kéo ra con kéo Leona về. Lấy 5 stack từ con Leona anh em nhá. Lấy 5 stack từ con này anh em nhá. Quy flash không? Bổ R luôn, sát thương 5 stack đủ không nhờ? Sao không quy ta? Đủ đam không? Ven ơi, Ven ơi, Ven Ven Lucian, Ven Ven ơi. Ven chọn Vladimir phun nộ quy. Trời ơi, không có cái dại nào mà cái dại nào chết luôn cả Nami rồi. Sao Rengar chết chay rồi ta? Rengar còn chưa có chết chay đâu rồi. Và đấy Q flash thì nó an toàn hơn anh em ạ. Bổ cái R thì không đủ đam mà không được hồi máu từ Q nữa. Bị nó trả sát thương bật ngửa luôn. Và đấy Q flash là mắc ping ấy. Q flash mà bên kia không chết thì bổ R. Và đấy thì chắc là không tự tin Q flash. Ui mất đam E còn bị Vlad chưa cuối chết nữa ông ơi. Game khó anh em ơi. Bật bốt lên cánh tim thôi anh em ơi. Mà con Darius thực ra nó là con nó hơi đần. Tướng nó hơi đủ anh em ạ, để mà gánh tim không dễ. Giờ đi đẩy lẻ với Talon giết nó cũng khó nữa. Bên kia bắt đầu kéo người lên cánh trên rồi kìa. Nó kéo ba đứa lên cánh trên rồi. Oh my god. Team lại gãy như sung rồi. Thôi mấy ông ơi. Mấy ông đánh mấy ông nghỉ đi mấy ông ơi. Khó gì mà khó quá thế này. Hai đồ ở phút thứ 20 không phải là xanh đâu. Tầm này bên kia nó có đồ hết rồi anh em ạ. Gánh được cái game này là cũng thấy
không dễ tí Nhưng nào. mà xuống cái mà là Bị bắt lẻ trong bùa xanh không có tầm nhìn, đối phương ăn Baron trong bất lực. Đối phương ăn Baron rồi đấy anh em. Bây giờ làm gì mới là câu chuyện khó rồi này. Cái vế làm gì vẫn là vế khó, thôi đẩy được đường giữa té xuống dưới ăn lính bot vậy. Trụ mid không ăn được đâu anh em ạ. Nó ăn Baron nó về nó defend mấy hồi. Vào cướp blue à? Đứng chờ Vladimir. Bật máy quét chờ sẵn Vladimir ngang. Quy trúng phản kích làm chậm kéo E nhưng mà nó lặn bể máu chạy mất tiêu rồi. Tốc biến lên Q và R được không? Wow, nó nhanh quá anh em ơi. Nó nhanh quá. Nó chích cái Q, nó lặn bể máu, nó vẩy cái E phát thôi. Nó kích tăng tốc pha, nó chạy mất tiêu. Flash bổ không nổi. Nỗ lực xong còn chết ngược thế này, team nó stress bây giờ cũng khó. Lại bất gì lại còn mất flash không xử lý được pha defend nữa này. Còn Ven đứng rình cái gì đây bro? Mấy cái pha gọi là mấy pha gỡ game thì lại lại bị chết ngược. Hay quá Rengar. Phát nữa Rengar. Vừa hết R bạn ơi. Vừa hết R bạn ơi. Không lỗ nha. Rengar làm gì đấy? Ok kìa. Ui pha đấy mà không giết được Lucian đúng là team nó ping nát đầu đấy. Ló đầu ra nó gặt cho một phát chết luôn. Không mà team vừa đổi được 4 mạng vừa rồi là cũng tương đối Baron bên kia mất đi đấy nha. Đồng hồ câu giờ này. Có dám đứng lại không bạn? Phản kích. Hay có feed rồi. Hay rồi bạn ơi. Má khá dính khó chịu. Quy phản kích té thôi anh em ạ. Đứng lại nó gặt một phát là đi đấy nha. Còn EQ, còn EQ, EQ, EQ hồi máu, đứt R. Nice. Luôn luôn giữ E lại với Q cùng một lúc anh em nhé. Kể cả là E bạn đã cooldown mà Q chưa hồi thì cũng không nên dùng. Luôn luôn để E Q lại để hồi máu anh em ạ. Nếu bạn E sớm quá mà Q mà nó né cái Q gì phát thôi là đi đứt luôn đó. Nếu bạn Q mà không có E thì cũng rất là khó trúng vì đối phương có thể né được đơn giản. Cứ nên để E Q và combo E Q anh em ạ. Nó sẽ là combo giúp bạn hồi máu và lật những pha như vừa rồi. Chỉ tiếc là mới cấp độ 15 thôi, giết không được hồi chiêu cuối. Bây giờ thì câu giờ cho Rengar đi ra thôi. Đang có nhấp nhả hồi máu nhờ Nami và Thái Dương Hạ San mở luôn đến từ Leona rồi nó mở góc khó chịu quá. Có mạng Talon sao nó té không? Talon chết không ta? Ở tại như không đủ đam anh em à. Rengar nhảy xuống két. Nó không có Kha'Zix, mà nó bớt đam dùng Rengar nó mới xuống được. Rengar hết chiêu cuối có hạt thông nổ kia bro. Có hạt không nổ. Ok. Té chết được. Tổ quốc ghi công. Đầu game thì thế trận ngang ngang, bây giờ thua nhiều quá. Thua 14 kill ạ. Thua tiền Baron các thứ nữa. Nãy giờ ăn được hai mục tiêu có tiền thưởng. Không, mình ăn được con rồng thôi anh em ạ. Ăn được con rồng có tiền thưởng thôi. Cộng với ăn mã shutdown bên kia bắt đầu ép mega luôn rồi. Giáp thiên nhiên. Bên kia ép mega xong nó té xuống bot nó không end đâu. Mặc dù nó đang có lợi thế về người nhưng mà thì nó sẽ tập trung không kịp. Thôi thì defend thêm vậy. Ráng defend thêm thôi anh em ạ. Pha này vẫn chưa có spell lại này. Nó cầm 5 đứa nó push thẳng xuống bot luôn rồi. Ui kéo chết Lucian rồi chiêu cuối không? Nó còn đồng hồ ạ. Vẫn kịp đồng hồ này, đồng chiêu cuối này, 5 stack anh em ơi, 5 stack thằng nào cũng được. Hết lại bể máu đi, Mày. Mày này triple kill baby. Quát ra không? Leona đúng bấm B về ngang nhiên vậy bro. Xin cái quát ra. Mày. Thằng nào kép Penta nhở? Comeback cực mạnh anh em ơi. Xin nhẹ cú quát ra luôn. Lucian đứng lỗi bị kéo E chết. Dưới trụ luôn ạ. Kéo E chết đã đành lại còn 5 stack nữa chứ. Cúng 5 stack cho Darius anh em ơi. Má nó cầm 5 stack nó bổ mấy con Vla, Leona, Kha'Zix nhìn không ra hình người nữa. Cái hại lớn nhất là cái hại để cho Darius 5 stack dễ quá.
Một là bạn quá mỏng để nó bổ rờ chết nó lấy 5 stack, hai Còn là hai bạn con ra chưa có sẵn chứ quá gì. trâu để nó lấy 5 stack và bạn không kịp làm gì cả. Trong Chưa lúc có bảo đấy báo thì cái gì bạn cả, cứ ai xin team bạn phá không làm sửa được chứ, gì chưa cả. bảo có ai xin phá sửa chứ. Và sau đó vào cái kết thì nó hơi mát đầu một chút. Kết nó hơi thiếu tóc anh em ạ. Hai k tám tiền rồi. Winnable. Rengar tàng hình chạy đi bạn ơi, bọn nó kéo người lên rồi kìa. Cứu nổi Rengar không nhở? Cứu được Rengar. Chết cú này mất Baron cái là hơi hại ấy nha. Quit game làm gì đây ta? Quit game làm gì ta? Bước rank kim cương em nhé, đây là bước rank kim cương anh em ạ, 2.900 tiền, giá thiên thần luôn. Ui vừa vào nơi Khazix có double ạ, Khazix có triple ạ. Đù má. Nghe nản vậy. Bây giờ 2v5 sau 2v5 đây. Tốc hành tốc biến còn, ừ pha này còn 2 spell anh em ạ, 2 spell. Megamid nó vẫn tràn vào kìa, quy xịt rồi phản kích làm chậm. Đánh tay, kéo e đánh tay. 5 stack, ok, cho xin 5 stack cái bạn. Cho xin 5 stack cái bro. 5 stack cái bro, quy flat không? Quy flat, này, rồi sao nữa? Rồi thằng tiếp theo chạy hộ, nó tốc hành, nó kích hoạt full. Cái kết nó hơi mát đầu anh em ơi. Cái tệ của con Leona vừa rồi để nó lấy 5 stack. Để nó lấy 5 stack. Nguyên team là rẽ tóc hết anh em ạ. My god. Vẫn gánh được, 2v5 vẫn defend được. Thậm chí tình huống vừa rồi là 1v5. Từng thằng vào, không vào chung với nhau. Con Leona phải lấy tank mà team nó bắn được tầm vài đòn thì cũng đỡ. Đằng này đứng tank cho nó lấy 5 stack mà team đang bận làm cái gì. Thế là nó bổ nát bét hết. Lại còn được Baron nữa. Baron không có tiền thưởng mục tiêu nhưng mà nó cho thấy cái thế trận hiện tại là không chênh lệch nhiều nữa. Và sau Baron nhiều khi là hai team cũng ngang ngang tiền rồi. Cầm đó là 2.000 mấy tiền ạ. Chuẩn bị về mua đồ cuối luôn rồi. Quá bổ ác thật sự ạ. 2k9 tiền mua được cái gì? Giáp liệt sĩ à? Giáp liệt sĩ luôn chứ gì nữa. Tốc độ di chuyển từ giáp liệt sĩ cộng với giáp thiên nhiên là rất nhiều anh em ạ. Chưa có dược phẩm cứ cáp thôi chứ còn. Quy phản kích vội con xe sau đó thì đi lên luôn. Ra rồng anh em ơi. Đi chung ra rồng này, tốc độ di chuyển là 480 mấy á. Tốc độ di chuyển ác vậy. Rengar bị lộ rồi. Có tầm nhìn hết rồi. Khó đánh nhỉ. Tốc độ di chuyển là khá cao đây nhưng mà không dí được anh em ạ, bị slow rồi. Rengar đã vồ chết được Talon rồi. Mắt còn kìa anh em kìa, rồng kìa. Rồng fit ăn được, ok, chết Khazix không? Bổ R không kịp nhưng vẫn chết Khazix anh em ạ. 5 stack từ Leona là đẹp, 5 stack từ Leona là đẹp. 5 stack từ Leona là đẹp, vẫn còn 5 stack này, không được rồi. Không giữ được lâu rồi, nhưng mà team fight win rồi. Khazix đứng lại ăn rồng chết. Talon thì bị nhảy nát đầu bởi Rengar. Lucian thì chắc là vừa rồi team fight cũng đổi mạo với con Fizz. Và sau đó thì thua team fight. Leona thì bổ nát đầu. Có một mình đứa. Còn lại thì làm sao mà defend được. Thời gian đến số tầm mười mấy giây này đủ để ăn trụ 2 đường giữa, trụ 3 đường giữa được. Trụ 3 đường giữa được anh em ạ. Có mỗi con Vlas. Té à, quyết định té à. Vlas nó khỏe nha, Rengar không hồi máu bằng W đi bạn. Nó bớt đam kìa, vãi nồi, Vlas bớt đam ác. Không ăn được trụ 3 luôn, Vlas ra defend được. Vên ăn trụ 2 sau đó té nhá. Dược phẩm phẫn nộ ạ. Game này 30 phút rồi. Đứng dưới thì Vayne kết án rất là tốt nhưng mà không dám đứng lại bắn vì sợ bên kia kéo ra. Thế cũng là ok rồi, ăn được 3 rồng nãy giờ tưởng đâu mất hết rồng cơ. Vayne đến thời điểm này cũng có đam rồi, Rengar cũng vậy. Lúc này thì đừng đánh lỗi thôi anh em ạ, đừng có teamfight lỗi rồi được. Những cái pha quát ra và Penta trong game này của Darius nó hâu cái game lại.
Nó không cho bên kia end game và late game thì đội hình Lucian chắc là thua chịu Talon mình nhỉ. với cả Kha'Zix thì khó đánh rồi. Có mỗi con Vlad khỏe thôi, không biết là Vlad đánh cuối game thì thể hiện như thế nào. Nếu mà nó chiêu cuối được nhiều đứa thì cũng ok. Thẳng. Ồ, Nami ra không kịp ăn cua rồi ông. Thiếu tiền mua gì kìa. Nhường mắt kìa ông. Trong này có Lucian nó bắn đau nha. Kéo tạm Leona về lấy 5 stack vậy. Khi bạn quá trâu mà bạn để cho đối phương lấy 5 stack dễ. Không này chỉ là 5 stack. Kha'Zix giết nổ về nó tàng hình giết nổ. Vlad thì chết ở đâu ta? Vlad chết ở đâu bro? Ui Vlad chết mà đổi mạng với cả Naomi thế là tiêu rồi. GG end game anh em ơi. Phát cuối thì chưa bổ được cú nào cả vì team lúc này khỏe quá. Lại tiếp tục bước lên tank tiếp. Talon bung chiêu cuối và lính sau đó thì Lucian nhìn bất lực và bật tốc hành lên làm chậm phản kích. Đánh tay quỳ các kiểu. Đánh tay và đó là mạng cho Fizz với tình huống tung tăng nhảy múa double kill cho Fizz. 15-4 và kết thúc game đấu ở đây. 32 phút cho một game đấu dài và lật kèo gọi là cực kỳ khủng khiếp luôn ạ. Một game đấu thua có dấu hiệu sẽ đơn ép. Nhưng mà con Darius nó hold game lại. Nó hold game lại. Mình Rengar cũng biết chơi và có sát thương nhưng mà là phế lắm. Kim cương mấy nhờ? Kim cương 2, kim cương 3 gì đấy? Kim cương 3 anh em ạ. Một game đấu cho thấy được cái khả năng sử dụng Darius đến từ Shachamon là cực kỳ ấn tượng mặc dù đi đường gặp một Vladimir biết chơi. Không có lợi thế sớm nhưng mà vẫn biết cách để có thể đánh team fight và trở lại với những team fight then chốt. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi giao án và hẹn gặp lại ở những giao án khác của Sao Chào Mừng anh em nhé. Bye bye.